Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga sắp thăm Việt Nam. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức lần thứ 3 sang Việt Nam vào ngày 12 tháng 11. Báo chí Nga dẫn thông báo từ Điện Cẩm Linh cho biết, chuyến đi nhằm tìm cách mở rộng hơn nữa đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga và tăng cường hợp tác song phương về kinh doanh, thương mại, đầu tư và các vấn đề về nhân đạo. Lãnh đạo hai nước sẽ tham dự lễ khai mạc những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam. Theo dự kiến, một số văn kiện song phương sẽ được ký kết trong chuyến thăm của ông Putin. Việt-Nga thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, hai bên thành lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2001 và nâng cấp lên thành đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái.